quý thính giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Các chòm sao có bảo vệ bạn không? Ý tưởng của chương này đến với tác giả khi thực hiện một chuyến đi xe máy thú vị qua Jordan vào Israel, băng qua cầu Allenby và sông Jordan. Chúng tôi đã đi tham quan các đền thờ tôn giáo nổi tiếng, rất phổ biến từ các câu chuyện trong Kinh Thánh. Chuyến thăm đến Bethlehem vô cùng thú vị, cũng như ngắm nhìn những ngọn đồi và thung lũng đáng yêu của Judea trên đường đi, tu viện Elijah và lăng mộ của Rachel mang những ý nghĩa sâu xa bên trong. Núi Ô-liu có nghĩa là một trạng thái ý thức cao khi bạn chiêm ngưỡng những điều thiêng liêng. Khu vườn Gethsemane theo quan điểm bí truyền có nghĩa là tâm trí của chính bạn, nơi thiền định sâu sắc về sự hiện diện của Thánh Linh. Bạn sức giàu của niềm vui và trải nghiệm một khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Bức tường than thở nhắc nhở chúng ta hãy quên đi những điều phía sau và hướng tới dấu ấn cho phần thưởng của trí tuệ, sự thật, vẻ đẹp và niềm vui ngay bây giờ. Nhà thờ Saint Stephen và nhà thờ Vòm Đá nhắc nhở chúng ta rằng nhà thờ thực sự ở trong chúng ta, và chúng ta ở đây để vẽ ra những điều kỳ diệu của vô hạn trong chúng ta. Nhà thờ có nghĩa là giáo hội, để rút ra sức mạnh và sự minh triết của Đức Chúa Trời từ bản ngã cao hơn bên trong bạn. Tảng đá có nghĩa là niềm tin của bạn về sự hiện diện của Chúa là bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại và quyền uy. Khu rửa tội Bethany, lăng mộ của Lazarus và khu di tích Jericho cũng mang những ý nghĩa sâu sắc bên trong. Jericho có nghĩa là nước thơm. Khi bạn cảm thấy một câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình, bạn không thể kìm nén niềm vui phát sinh hơn là bạn có thể kìm nén hương thơm của hoa hồng. Lăng mộ của Lazarus đại diện cho bất kỳ trạng thái chết nào của bệnh tật, thất vọng và những lý tưởng hay mong muốn đã chết mà không được hồi sinh. Khi bạn thức tỉnh với quyền năng thiêng liêng của mình, bạn sẽ kêu gọi đấng vô hạn và hồi sinh mong muốn đó đang tiềm ẩn trong bạn. Bất cứ điều gì bạn khẳng định và cảm thấy là đúng, tiềm thức của bạn sẽ sống lại và chiếu lên màn hình không gian. Biển chết cũng có ý nghĩa biểu tượng của nó. Không có gì sống trong đó. Nó có một đầu vào nhưng không có đầu ra. Đó là lý do tại sao nó chết. Điều này nhằm dạy chúng ta biết rằng cho đi một cách hào phóng và vui vẻ những tài năng, khả năng và năng lực của chúng ta. Bạn có thể thể hiện sự thân ái, hòa đồng và thiện chí. Bạn có thể toát ra sự sống động và tôn lên thần tính ở tất cả những người xung quanh bạn. Đưa ra ý tưởng của Chúa: hãy như cây cho trái và mặt trời cho tia sáng, và đừng thắc mắc. Hãy để có một sự tuần hoàn thiêng liêng về tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời luôn hoạt động trong bạn. Hãy để sự giàu có của bạn luân chuyển một cách khôn ngoan, thận trọng và mang tính xây dựng. Tất cả những điều này là cần thiết cho một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Trao yêu thương giống như mẹ dành tình yêu cho đứa con trong nôi là điều tự nhiên. Bethlehem có nghĩa là nhà bánh mì, tức là bánh của hòa bình, hòa hợp, niềm vui, nguồn cảm hứng và sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Đây là bánh của sự sống. Bethany có nghĩa là vượt qua mọi vấn đề thông qua quyền năng của Chúa trong bạn. Eli có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay sự nhận biết tôi là trong bạn, và sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời ngự trị là vị cứu tinh của bạn. Anh ta đổ lỗi cho các vì sao. Có một cấu trúc hư cấu về các hành tinh trong tử vi của tôi, và mọi thứ đang diễn ra không ổn. Sao Thổ vuông góc với dấu hiệu mặt trời của tôi. Đó là một người đàn ông đến hỏi ý kiến tôi cách đây một thời gian đã nói như vậy. Anh ta tin rằng việc mất thị lực nghiêm trọng và tổn thất tài chính là do các vì sao đã sắp đặt trước. Mặc dù bác sĩ nhãn khoa của anh ta sau khi kiểm tra mắt cảm thấy rằng rất có thể rối loạn cảm xúc là nguồn gốc của việc giảm thị lực trong anh ta. Tôi có thể nói thêm rằng anh ấy vô cùng ghen tị với thành công tài chính của một người cộng sự trong kinh doanh. Đó là lý do thực sự khiến anh ấy bối rối và sa sút về tài chính. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng trong y học tâm lý ngày nay đã biết rất rõ các yếu tố tinh thần và cảm xúc đóng một vai trò nhất định
đối với bệnh tật. Trong cuộc tư vấn của tôi với người đàn ông sợ tử vi này, anh ta tiết lộ rằng anh ta vô cùng căm phẫn và đầy thù hận đối với mẹ vợ. Anh nói rằng anh thực sự ghét nhìn thấy bà ấy. Tôi giải thích với anh ta là tiềm thức của anh ta đã coi anh ta theo nghĩa đen và nó chọn đôi mắt của anh ta làm vật tế thần. Hơn nữa, sự ghen tị của anh ấy với thành công tài chính của một cộng sự đã mang lại sự nghèo nàn cho bản thân. Bởi vì trên thực tế, anh ấy đang tự nói với chính mình: cộng sự của tôi có thể thành công và đi lên các nấc thang danh vọng và giàu có, còn tôi thì không thể. Trên thực tế, anh ta đã đặt người kia lên bệ phóng và hạ thấp chính mình. Và trên thực tế, anh đang đánh cắp chính bản thân và thu hút thêm sự thiếu thốn, khốn khổ, hạn chế đến với chính mình. Nhận thức được những gì anh ta đã làm với bản thân đã trở thành phương pháp chữa lành. Anh yêu cầu mẹ vợ chuyển đi và bà đã làm điều đó. Sự oán giận và thù địch của anh ta biến mất khi anh ta khẳng định một cách tự do và đầy yêu thương: con dành tình yêu thương và thiện chí cho mẹ, và con cầu chúc cho mẹ tất cả các phước lành của cuộc sống. Con thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang vận hành trong mẹ, trong con và tất cả những người xung quanh. Anh ấy đã tạo thói quen cầu nguyện này và thị giác của anh ấy sau đó trở lại bình thường. Bác sĩ nhãn khoa của anh thông báo với anh rằng thị lực của anh vẫn bình thường. Trên thực tế, anh ta đã ra lệnh cho sự mù quáng của chính mình, vì tiềm thức của anh ta không có cách nào khác hơn là tuân theo mệnh lệnh của tâm trí có ý thức từ anh ấy. Anh bắt đầu cầu nguyện cho sự thành công và thịnh vượng của người cộng sự của mình và khiến người đó ngạc nhiên, và rồi anh bắt đầu thịnh vượng trở lại. Anh phát hiện ra rằng khi cầu nguyện cho sự thành công và thịnh vượng của người đàn ông mà anh ghen tị, anh cũng đang cầu nguyện cho chính mình. Thái độ mới của tâm trí này đã làm tan biến mọi sự ghen tị, vốn là đứa con của sự sợ hãi. Tất cả điều này đã xảy ra bất chấp những điểm báo của các lá số tử vi hay biểu đồ chiêm tinh. Sức mạnh duy nhất. Shakespeare nói: không phải tại các ngôi sao của chúng ta mà ở chính chúng ta. Sức mạnh duy nhất nằm trong ý thức của bạn, có nghĩa là tôi là, nhận thức của bạn, thần hằng sống hoặc Chúa bên trong bạn. Vì vậy, bạn không nên trung thành với các vì sao, mà là đối với Đức Chúa Trời đã tạo ra các vì sao cũng như các hành tinh. Chúng ta phải trao quyền cho đấng tạo hóa, không trao cho thứ được tạo ra. Trong Kinh Thánh liên tục nói rằng chúng ta phải ngừng thờ phượng các vị thần giả. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 mục 3. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Sách Ê-sai chương 42 mục 8. Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước, vậy những kẻ hỏi trời xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Sách Ê-sai chương 47 mục 13. Quy luật của tâm trí trong hành động. Hai giáo sư là bạn của tôi đã thực hiện các biểu đồ chiêm tinh của họ với giá $50 mỗi người. Theo gợi ý của tôi, họ đồng ý không đọc chúng vì họ sẽ thấm nhuần tiềm thức của họ với những gợi ý tiêu cực của tử vi. Quả nhiên, trong 12 tháng, tôi là người giữ lá số tử vi của hai người họ. Trong thời gian này, tôi đã giải thích cặn kẽ quy luật của cuộc sống cho họ. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn tuyên bố và cảm thấy là đúng sẽ ghi dấu vào tiềm thức, và bất cứ điều gì ấn tượng với tiềm thức cuối cùng cũng được thể hiện. Tôi cũng giải thích với họ rằng không thể có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trừ khi người đó đã có sẵn một mối quan hệ hoặc một sự tương đương nào đó trong tâm trí. Mọi người đều nhào nặn, định hình và tạo dựng số phận của mình bằng suy nghĩ và cảm giác theo thói quen của bản thân. Tôi cũng giải thích rằng mặc dù tiềm thức của họ có thể đã bị ô nhiễm bởi những tiêu cực và niềm tin sai lầm, nhưng cả hai đều có thể thay đổi bằng cách xác định với những xác minh vĩnh cửu, chứ không phải bằng các biểu tượng của cung hoàng đạo.
Họ có thể nạp lại năng lượng tinh thần và tâm linh của mình một cách thường xuyên và có hệ thống bằng cách suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời, vượt qua tất cả các biểu tượng chiêm tinh mà chúng ta đã thấy. Mỗi người bạn của tôi đều thực hành tư duy xây dựng theo nguyên tắc không thay đổi của chân lý. Cuối cùng, vào cuối năm, mỗi người xem tử vi của mình trong văn phòng của tôi và tất cả cùng cười lớn. Có những dự đoán tiêu cực chứa trong mỗi tử vi và chưa bao giờ xảy ra. Trên thực tế, những tổn thất tài chính và tai nạn đã được loại bỏ. Thay vào đó, thành công và sức khỏe đã trở lại. Mỗi người không chỉ làm ăn phát đạt mà còn được thăng tiến trong trường đại học của mình. Nếu họ đọc trước lá số tử vi của mình, những ám thị tiêu cực sẽ được in sâu vào tiềm thức của họ. Và chắc chắn tất cả những điều được dự đoán đó sẽ xảy ra. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: "Hãy về, theo như điều ngươi tin sẽ được thành như vậy." Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Ma-thi-ơ chương 8 mục 13. Nếu bạn tin vào những dự đoán tiêu cực, đó là điều tất nhiên bạn sẽ trải qua, bởi vì quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Tìm kiếm. Theo luật ngụ ngôn, Abraham rời Chaldea để tìm kiếm vị thần thực sự. Người Chaldean đã tích cực trong việc nghiên cứu chiêm tinh học và họ gán mọi thứ từ chuyển động của các vì sao. Do đó, họ đã ví vật được tạo ra một cách vô thiền với đấng tạo hóa. Abraham có nghĩa là cha của muôn dân, cha ta. Nhận ra rằng thế giới được điều hành bởi đấng tạo dựng và nguyên nhân đầu tiên, và ông đã trung thành tất cả với Thượng Đế, sự hiện diện, quyền năng, nguyên nhân và vật chất duy nhất. Tâm lý học thời cổ đại. Chiêm tinh học còn có thể hiểu là tâm lý học của thời cổ đại. Tôi từng biết đến những người nhạy cảm và tâm linh, những người nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai với sự nhạy bén phi thường, bộc lộ xu hướng và đặc điểm của từng cá nhân mà không hề có chút kiến thức nào về chiêm tinh học. Một số sử dụng một bộ bài và đưa ra dự đoán với độ chính xác đáng kinh ngạc. Những người khác sử dụng các con số tiết lộ mọi điều trong quá khứ và kế hoạch cũng như mục đích hiện tại. Toàn bộ quá trình của nhà ngoại cảm chỉ đơn giản là khai thác tiềm thức của người khác. Người có tinh thần nhạy cảm hoặc nhà ngoại cảm đang có mối quan hệ hoặc liên hệ với tiềm thức của bạn. Trên thực tế, bạn đã nói với bà ấy tất cả mọi thứ trước khi bà ấy nói với bạn bất cứ điều gì bạn muốn biết. Và nếu có bất kỳ giá trị nào đối với các dự đoán chiêm tinh thì không phải vì bạn sinh vào ngày mùng 5 tháng 8 hoặc ngày mùng 4 tháng 7 nên bạn có những đặc điểm nhất định. Đúng hơn, nó là kết quả của niềm tin vô thức tập thể hoặc tâm trí quần chúng liên quan đến khoảng thời gian đó trong năm. Can Răng nói: "Trong chừng mực có bất kỳ suy luận chiêm tinh nào thực sự đúng, chúng không phải do tác động của các chòm sao mà là do đặc điểm thời gian giả định của chúng ta." Nói cách khác, bất cứ điều gì được sinh ra hoặc thực hiện vào thời điểm này của thời gian sẽ có những phẩm chất của thời gian đó. Điều này tương tự như hoạt động của kinh dịch Trung Quốc. Trong đó Can Răng đã chỉ ra trong lời nói đầu của mình rằng bất cứ điều gì xảy ra trong một thời điểm nhất định chắc chắn đều có phẩm chất đặc biệt của thời điểm đó. Trải qua nhiều thời đại, tâm trí đại chúng đã trao quyền năng cho các chòm sao và các dấu hiệu, tin rằng chúng có ảnh hưởng đến chúng ta. Nói cách khác, toàn bộ ý tưởng về ảnh hưởng của các dấu hiệu mà chúng ta được sinh ra đều dựa trên ý tưởng tập thể hoặc niềm tin trong tiềm thức của quần chúng. Tất cả chúng ta đều là một phần của tâm trí đại chúng và bị ảnh hưởng bởi niềm tin của vô thức tập thể, trừ khi chúng ta có thể giải phóng tâm trí của mình thông qua cầu nguyện khoa học, có nghĩa là chiêm ngưỡng chân lý của Chúa từ quan điểm cao nhất. Quy luật là chúng ta trở thành những gì chúng ta chiêm nghiệm. Niềm tin tâm trí đại chúng tại Mỹ. Ví dụ, trong tiềm thức của 300 triệu người dân đất nước này là niềm tin mê tín hoặc tâm trí quần chúng rằng một tổng thống sẽ chết hoặc gặp một kết cục không may lúc sau mỗi 20 năm. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải xảy ra. Nếu người ở trong Nhà Trắng thấm nhuần tâm trí của ông ta với nội dung của Thi Thiên thứ 91, ông ta sẽ trở nên hoàn toàn miễn nhiễm và không có gì có thể chạm vào ông ta được. Cách cung Kim Ngưu trở thành cung Bạch Dương như thế nào? Nếu bạn nói rằng bạn sinh ra ở cung Kim Ngưu, khi mặt trời nằm ở vị trí nhiệt đới trong cung đó,
thì thực ra trong cung hoàng đạo cận kề thì dựa trên các ngôi sao cố định được sử dụng ở phương đông thì mặt trời sẽ ở cung bạch dương. Tất cả những mô tả mà bạn đọc được đều bắt nguồn từ những quan sát thực nghiệm. Giả sử bạn sinh ngày mùng 10 tháng 5, một nhà chiêm tinh ở Ấn Độ sử dụng phiên bản cận của hoàng đạo sẽ nói rằng mặt trời sẽ ở trong cung bạch dương. Do đó, mô tả về các khuynh hướng và đặc điểm sẽ khác với một người nào đó phân loại bạn là người sinh ra ở cung kim ngưu dựa trên các phác thảo được đưa ra trong các sách giáo lý khác nhau dựa trên dấu hiệu cụ thể đó. Tuy nhiên, khi cả hai nhà chiêm tinh học bỏ qua hai cung bạch dương và kim ngưu, phân tích bạn theo khoảng thời gian, tức là ngày sinh của bạn, sau đó họ sẽ dựa trên phát hiện của họ từ niềm tin và quan sát thực nghiệm của hàng nghìn mẫu được lấy trong nhiều năm và về tất cả các xác suất sẽ rất giống nhau trong các quan sát và suy luận của họ. Cùng một cách, một nhà xem chữ giỏi có thể xem xét nét chữ của bạn và đưa ra một mô tả tuyệt vời về các đặc điểm, khuynh hướng, năng khiếu và dự đoán của bạn về những thành công trong tương lai. Tất cả những điều này một lần nữa dựa trên những quan sát thực nghiệm về phong cách viết và hình dạng của các nét chữ cộng với nhận thức trực quan hoặc tâm linh của họ. Cung hoàng đạo với 12 dấu hiệu tượng trưng cho 12 bộ tộc trong kinh Cựu Ước và 12 sứ đồ của kinh Tân Ước. Nói cách khác, 12 quyền năng hoặc thuộc tính và phẩm chất của Đức Chúa Trời ở bên trong bạn. Tên các ngôi sao. Người xưa Maimonides nói, hướng tất cả sự chú ý của họ vào nông nghiệp, đã đặt tên cho các ngôi sao bắt nguồn từ nghề nghiệp của họ trong năm. Để hiểu chiêm tinh về mặt lịch sử phát triển, học giả nổi tiếng C.F. Vonnegut trong cuốn Cuộc cách mạng của các đế chế, xuất bản bằng tiếng Anh ở Paris năm 1802, đã chỉ ra rằng nó nằm ở biên giới thượng nguồn sông Nin giữa một bộ tộc người da đen, rằng hệ thống phức tạp của việc thờ cúng các vì sao đã được tổ chức. Nó được xem xét liên quan đến sản xuất của trái đất và lao động nông nghiệp. Vì vậy, người Ethiopia đặt tên cho những ngôi sao về sự ngập lụt hay sao bảo bình, những ngôi sao mà sông Nin bắt đầu tràn, những ngôi sao của con bò hoặc con bò đực là những ngôi sao mà họ bắt đầu cày xới, những ngôi sao của sư tử, những ngôi sao mà con vật bị khát đuổi khỏi sa mạc xuất hiện trên bờ sông Nin, những ngôi sao của lá hoặc những ngôi sao của mùa gặt, và các ngôi sao của con cừu cũng như các ngôi sao của hai đứa trẻ hay ngôi sao mà những con vật được sinh ra, vân vân. Do đó, những người Ethiopia khi quan sát thấy sự trở lại của lũ lụt luôn tương ứng với sự mọc lên của những ngôi sao đẹp xuất hiện về phía thượng nguồn sông Nin, và dường như để cảnh báo người nông dân chống lại dòng nước sắp tới, đã so sánh hành động này với hành động của động vật khi giao tiếp con người bằng cách sủa hay kêu vang của mình, thông báo về nguy hiểm, và họ gọi ngôi sao này là của con chó hay sao thiên lang Sirius. Theo cách tương tự, họ đặt tên cho các ngôi sao của con cua, những ngôi sao mà mặt trời khi đã đến chi tuyến lùi lại bằng một chuyển động ngược chậm như con cua, hay còn gọi là sao cự giải. Ông đặt tên cho các ngôi sao của con dê hoang dã, hay còn gọi là ma kết, những ngôi sao mà mặt trời khi đạt đến điểm cao nhất trong năm của nó và bắt chước con dê, nó thích leo lên đỉnh của những tảng đá. Họ cũng đặt tên cho các ngôi sao của sự cân bằng hay chòm sao thiên bình, những ngôi sao mà ngày và đêm bằng nhau, dường như ở trạng thái cân bằng, và những ngôi sao của cung bọ cạp hay sao thiên yết, những nơi mà những cơn gió theo chu kỳ nhất định mang theo mây khói bốc cháy giống như nọc độc của bọ cạp. Con người sẽ nói bằng một phép ẩn dụ tự nhiên, con bò lan tỏa trên trái đất những mầm mống của sự sung mãn vào mùa xuân, con cừu đực mang bầu trời khỏi sức mạnh của tiên hắc ám vào mùa đông và cứu thế giới khỏi con rắn, tức là biểu tượng của mùa ẩm ướt và khôi phục đế chế của sự tốt lành là mùa hè. Con bọ cạp đổ ra chất độc của mình trên trái đất và gieo rắc bệnh tật cũng như chết chóc. Trên đây là tóm tắt ngắn gọn của học giả nghiên cứu nổi tiếng Vonnegut trong bài báo của ông về sự tôn thờ các biểu tượng. Cung hoàng đạo và ý nghĩa của nó. Từ Zodiac trong tiếng Anh hay ta vẫn gọi là cung hoàng đạo, có nghĩa là một đường hoặc vành đai tưởng tượng trên bầu trời. Nó không phải là một cơ thể vật lý, và rõ ràng
là không có lực hấp dẫn. Đây là lý do tại sao các nhà thiên văn học và vật lý thiên văn lại bị những người tin vào nó thắc mắc và bối rối. Tuy nhiên, một cách khôn ngoan, các nhà khoa học đã bác bỏ hoàn toàn cái gọi là ảnh hưởng của 12 dấu hiệu, nhận ra rằng tuyên bố của các nhà chiêm tinh về sự ảnh hưởng do lực hấp dẫn là hoàn toàn vô lý. Kinh Thánh và các ngôi sao. Các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sierra. Sách Các Quan Xét, chương 5 mục 20, từ Kinh Thánh. Không nghi ngờ gì nữa, điều này có nghĩa là Sierra nhận ra rằng tử vi của mình dựa trên các khám phá chiêm tinh là không thuận lợi. Như đã chỉ trước đây, đây là tâm lý của thời cổ đại, và người xưa nói rằng nếu bạn sinh ra dưới một dấu hiệu nào đó, bạn sẽ có một yếu tố tâm lý tương tự, chẳng hạn như những đặc điểm, tính cách, khuynh hướng và năng khiếu đặc biệt sẽ chiếm ưu thế đối với bạn. Nếu Sisera tin rằng các vì sao chống lại anh ta, tự nhiên nó sẽ được thực hiện cho anh ta như anh ta tin tưởng, vì quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng với những niềm tin, quan điểm, nỗi sợ hãi và thái độ nhất định đối với cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những điều kiện khác nhau từ khi còn trẻ. Tuy nhiên không có thuyết định mệnh, bởi vì chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách hòa hợp với vô hạn và tuyên bố rằng điều gì là thật của Chúa cũng đúng với chúng ta. Khi chúng ta nghĩ, nói và hành động từ quan điểm của sự hiện diện và quyền năng vô hạn, chúng ta cũng sẽ đúc kết ra một tử vi tâm linh cho chính mình dựa trên sự khôn ngoan, sự thật, luật và trật tự linh thiêng. Rõ ràng, Sisera sợ thất bại và cái chết. Như Job nói, vì việc tôi sợ hãi đã thâu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25. Một thái độ quan tâm như vậy chỉ có thể kết thúc bằng thất bại thảm hại cho Sisera. Sisera có thể đã phá vỡ và vượt qua những tiên đoán tiêu cực mà nhà chiêm tinh đưa ra cho anh ta. Anh ta có thể đã hướng đến sự hiện diện của Chúa bên trong và tuyên bố hòa bình, hòa hợp, tình yêu và hành động đúng đắn của Thánh Linh, và cuộc sống của anh ấy sẽ thay đổi. Sisera là một người Philistines và không quen thuộc với các quy luật của tâm trí hoặc cách thức của thần vô hạn. Thành bại của anh ta không phải ở những vì sao của anh mà nằm trong tiềm thức của chính anh ta. Người Philistines thờ thần tượng và tượng đá trong đền thờ của họ và coi chúng như những vị thần. Nhiều người tự xưng là người Cơ Đốc, người Do Thái, người Hồi giáo và Phật giáo, sợ hãi và tiếp thêm sức mạnh cho dịch cúm lợn, vi trùng, thời tiết, ma thuật đen, tà thuật, linh hồn ma quỷ, ung thư, tuổi già và cái chết, vân vân. Tuy nhiên, không có cái chết, chỉ có sự sống, và tuổi tác không phải là hành trình của năm tháng mà là bình minh của trí tuệ. 1 tỷ năm nữa, bạn sẽ sống ở đâu đó, vì Chúa là sự sống và Chúa không thể chết. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của bạn bây giờ. Kêu gọi sức mạnh này. Bất kể bạn là ai hay bạn là gì, và bất kể cung hoàng đạo nào mà bạn có thể được sinh ra, bạn có thể kêu gọi sự hiện diện và sức mạnh linh thiêng này, Đấng đã tạo ra vũ trụ và Đấng toàn năng, để hướng dẫn, chỉ đạo và chữa lành cho bạn nếu bạn mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận. Nó sẽ trả lời bạn và phục hồi tâm hồn bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng sao thổ đang làm việc chống lại bạn, thì Đấng vô hạn không thể làm việc thông qua bạn. Dựa vào Thánh Linh bên trong thì vạn vật sẽ trở nên mới mẻ và mọi trở ngại khó khăn cũng sẽ tan biến, giống như ánh sáng xua tan bóng tối. Ma thuật, tà giáo và phù thủy. Tất cả những từ này thực sự có ý nghĩa là sự lạm dụng sức mạnh tinh thần. Chỉ có một quyền năng, đó là Chúa. Tất cả đều dựa trên sự ám thị. Bạn có quyền từ chối những đề xuất, ám thị hay dự đoán tiêu cực của người khác. Hãy suy nghĩ thiện chí và điều tốt lành theo sau. Bước đi trong ý thức về tình yêu của Đức Chúa Trời và tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người. Bạn sẽ dần dần hình thành khả năng miễn nhiễm với bầu không khí tiêu cực và niềm tin sai lầm của thế giới. Nhìn vào tà giáo và ma thuật đen trong ánh sáng thực sự của chúng, xem chúng cho những gì chúng thực sự là. Có nghĩa là chúng được sử dụng bởi những người không biết gì về sức mạnh tâm linh thực sự.
những người này nghĩ rằng họ biết về nó, nhưng thật ra họ không biết. Khi bạn nhìn thấy chúng trong ánh sáng thực sự của chúng, sức mạnh này sẽ biến mất. Chỉ có một sức mạnh, và nó vận động như sự thống nhất và hài hòa, và là sức mạnh khẳng định. Việc sử dụng sức mạnh tiềm ẩn tiêu cực bị phá hủy bởi việc sử dụng sức mạnh mang tính xây dựng. Vị trí thực sự và cuối cùng là sự kết hợp có ý thức với nguồn sống. Hãy làm quen với điều này, và bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ hành động nào trước những lời đề nghị tiêu cực của người khác. Hãy nhớ sự tương hỗ giữa bạn và sức mạnh vô hạn. Sức mạnh gợi ý là sức mạnh tiềm ẩn, nhưng sức mạnh tạo ra vạn vật mới là sức mạnh thực sự, nguồn gốc của vạn vật. Thẩm phán Thomas Trowood trong cuốn Sức mạnh tiềm ẩn đã tuyên bố: vậy thì nếu có ai đó ác ý với chúng ta và không biết gì về sự thật tâm linh đến mức tự tìm cách thực hiện sức mạnh của ám thị ác ý chống lại chúng ta, thì tôi rất tiếc về người đó đã cố gắng sử dụng nó. Anh ta sẽ không nhận được gì từ nó, bởi vì anh ta đang bắn hạt đậu từ nòng súng vào một tàu chiến bằng sắt. Đó là những gì nó là. Tuy nhiên, đối với bản thân nó còn mang nhiều thứ hơn thế. Đó là một câu nói đúng. Lời nguyền quay trở lại nơi nó đến và ngủ yên. Sự thật tuyệt vời. Không có phù chú nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Israel, vì đến kỳ định sẽ nói về Gia-cốp và Israel rằng việc Đức Chúa Trời làm là lạ dường nào. Sách Dân Số Ký, chương 23, mục 23. Gia-cốp là con người thức tỉnh chân lý về sự hiện diện thiêng liêng bên trong anh ta. Israel có nghĩa là một người tin và biết quyền tể trị của thần duy nhất và sự thống trị trong tư tưởng của mình. Nhưng trong cả dân Israel, giàu đến một con chó sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật, hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Ê-díp-tô là dường nào. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 11, mục 7. Chiếc đồng hồ đầu tiên của chúng tôi. Một nhà hàng không ở Israel đã nói với tôi rằng những ngôi sao là chiếc đồng hồ đầu tiên của chúng tôi, và điều đó đúng. Anh ta ngắm những ngôi sao trên con đường anh ta đi, và trong thời gian cũng vậy. Đài quan sát hải quân và đài thiên văn hoàng gia Greenwich, nước Anh đã sử dụng các vì sao và mặt trời để đặt đồng hồ vào đúng thời điểm. Các ngôi sao chi phối thế giới của chúng ta ở một mức độ nhất định, nhưng không theo bất kỳ ý nghĩa chiêm tinh nào. Trong cung thiên văn địa phương, các nhà thiên văn học có thể đưa bạn trở lại hàng nghìn năm trước công nguyên, bởi vì họ biết luật liên quan đến chuyển động của chúng luôn chính xác về mặt toán học và hoàn hảo. Trồng cây và thu hoạch. Trong thời cổ đại, con người tính thời gian gieo trồng và gặt hái theo vị trí của các vì sao. Khi Bạch Dương xuất hiện tại một địa điểm nhất định, xuân phân đã gần đến và mùa xuân đang ở trong tầm tay. Các ngôi sao được điều hành bởi một độ chính xác nhịp nhàng và giống như thần thánh, biến nỗi chúng được tôn thờ trong thời cổ đại. Khi chòm sao Thiên Bình xuất hiện tại một vị trí nào đó trên bầu trời thiên thể, đó là tiết thu và mùa thu đã gần kề. Đó cũng là thời điểm thu hoạch và cây cối rụng lá. Chu kỳ của cuộc sống. Có các chu kỳ của thời thơ ấu, thời niên thiếu, thanh niên, tuổi trưởng thành và tuổi già, và có chu kỳ hàng năm, chu kỳ hàng ngày, chu kỳ hàng tuần và hàng tháng, và chu kỳ hàng giờ. Các chu kỳ của đời sống tinh thần của bạn dựa trên những ý tưởng, niềm tin, quan điểm của bạn, xoay quanh ý thức của bạn và xuất hiện theo bản chất của chúng. Mặt trời là biểu tượng của Thượng Đế đối với người xưa. Họ xem xét các chức năng của nó giống như Thiên Chúa trong mối quan hệ với trái đất. Họ biết mặt trời không phải là Chúa, nhưng nó nhắc nhở họ về ánh sáng vô hình thực sự bên trong. Các ngôi sao của Chúa tượng trưng cho các ngôi sao của sự thật bên trong bạn. Chúng tượng trưng cho tri thức, nhận thức, trí tuệ và những ý tưởng sáng tạo thắp sáng thiên đường trong tâm trí, mang lại cho bạn hòa bình, sự hài hòa, niềm vui, sự dồi dào và an bình. Do đó, thật ngu ngốc khi tôn thờ những ngôi sao hoặc hành tinh vốn chỉ là những khối kết hợp phân tử chuyển động trong không gian. Thay vào đó, tại sao không tôn thờ và dành tất cả lòng trung thành của bạn cho trí tuệ vô hạn, nơi bạn đang sống, di chuyển và có bản thể của mình?
Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3 Các chòm sao có bảo vệ bạn không? Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4